Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ sáu ngày 5 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt cháu thả rông ở thành phố Hồ Chí Minh, chủ khóc nức nở. Được giảm 3 tháng tù, bà Phương Hằng còn phải thụ án bao lâu? An ninh điều tra bắt vụ mua máy in đa năng để in tiền giả ở phòng trọ. Bị truy nã đặc biệt sau vụ giết người, hai anh em ruột trốn sang Campuchia làm thuê ở casino. Chen chúc qua cầu kính thung lũng tình yêu Đà Lạt. Nga bắt thêm 3 nghi phạm vụ khủng bố ở Moscow. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 5 tháng 4. Hôm nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Minh Hiếu, 36 tuổi, ngụ xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Người đàn ông này đã mua máy in đa năng về phòng trọ để in tiền giả. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 3 tháng 4, qua công tác trinh sát, Công an huyện Cầu Kè phối hợp Công an huyện Càng Long và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh kiểm tra một nhà trọ tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè. Tại đây, Công an bắt quả tang Hiếu đang tàng trữ tiền giả. Qua kiểm tra và khám xét nơi ở, Công an phát hiện và thu giữ 7 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 382 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 144 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, một máy photo màu, 3 dao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Bước đầu Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội. Khoảng 10 ngày trước, Hiếu mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ. Sau đó, Hiếu dùng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng thật sử dụng máy in để photo thành nhiều tờ mệnh giá 5.000 đồng giả để tiêu xài. Ngày 5 tháng 4, Thượng tá Trần Thanh Tâm, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quyết Nhu, 27 tuổi, Ngô Viết Tiến, 25 tuổi, cùng trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội giết người. Đây là hai anh em ruột đã sang Campuchia trốn truy nã. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố 6 bị can khác cùng tội danh nêu trên. Trước đó, hai anh em Nhu và Tiến cùng 6 thanh niên trên có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 14 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Tuy Hòa. Sau khi gây án, Nhu và Tiến đã cố tình lẩn trốn sang Campuchia nên Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định truy nã đặc biệt. Cả hai thường xuyên di chuyển làm thuê tại các casino vùng giáp ranh biên giới Việt Nam-Campuchia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đội bắt chó thả rông của phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm nhiệm vụ trên nhiều tuyến đường. Chứng kiến đội bắt chó thả rông làm việc, rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Tuy vậy, trong quá trình tuần tra, một số ít người dân là những nhà nuôi chó thả rông, chó không đeo rọ mõm, bày tỏ sự không đồng tình. Có người lập tức ôm chó tháo chạy hoặc bật khóc vì cho rằng đội bắt chó sẽ đối xử không tốt, không trả thú cưng về cho mình. Sau quá trình được các thành viên giải thích, chủ chó đồng ý cho đội tuần tra mang chó đi và sẽ đóng phạt vào sáng hôm sau. Theo quy định, chủ nuôi sẽ phải đóng phạt 400.000 đồng vì thả rông chó và 1.500.000 đồng cho lỗi không đeo rọ mõm cho chó. Đồng thời, chủ nuôi phải xuất trình sổ tiêm ngừa của chó. Trường hợp không xuất trình được sổ tiêm ngừa, chủ nuôi phải đăng ký tiêm rồi đóng phạt để nhận chó về. Sau 48 giờ, nếu chó không có người đến nhận, sẽ giao cho trường trung cấp nông nghiệp, đơn vị thú y để nghiên cứu khoa học, xử lý theo quy định. Đội nói trên chính thức hoạt động từ tháng 11 năm 2023, đã ra quân hơn 60 lần. Sau nhiều tháng hoạt động, đội đã bắt giữ hơn 200 con chó thả rông. Tại thành phố Đà Lạt, hình ảnh hàng trăm người chen chúc đi qua cầu kính thung lũng tình yêu được đăng tải trên mạng vào ngày 3 tháng 4 khiến rất nhiều người quan tâm, đặt dấu hỏi về công tác đảm bảo an toàn cho du khách. Trao đổi về chuyện này, ông Đinh Tuấn Anh, giám đốc thung lũng tình yêu Đà Lạt cho rằng những hình ảnh trong clip không đẹp mắt nhưng mọi thứ đều nằm trong giới hạn an toàn. Liên quan đến số người, cầu kính chịu lực di chuyển của 350 người đi qua cùng lúc, mức tải này là rất thấp so với thử tải an toàn khi cấp phép là 200 tấn. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên giảm án 3 tháng tù cho bà Nguyễn Phương Hằng. Với diễn biến mới này, bà Hằng còn phải chấp hành án bao lâu và khả năng được giảm án như thế nào? Theo luật sư Lê Văn Hoàng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, bà Phương Hằng được giảm 3 tháng tù, tức là mức án bà Hằng phải thi hành là 2 năm 9 tháng tù. Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3, 2022. Tính từ ngày bị bắt tạm giam đến nay, ngày 5 tháng 4, thì bà Hằng đã chấp hành được 2 năm 11 ngày. Như vậy, bà Hằng còn phải chấp hành bản án trên đến ngày 24 tháng 12, tức còn 8 tháng 19 ngày nữa là hết thời hạn phạt tù.
Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về thi hành án, người thi hành án còn có thể được giảm án theo quy định. Vậy nên có thể bà Hằng còn được giảm án vào các đợt giảm án nữa. Việc được giảm án này còn tùy thuộc vào thành tích và việc thi hành án của bà Hằng. Do đó, nếu bà Hằng chấp hành án tốt thì có thể được giảm án và không phải thi hành hết bản án tòa tuyên. Chiều ngày 5 tháng 4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang truy tìm thủ phạm đập kính ô tô trộm hàng trăm triệu đồng. Theo thông tin ban đầu, trưa 4 tháng 4, một người đàn ông lái ô tô đến một ngân hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột để rút tiền. Sau đó, người này để tiền trong xe rồi lái đến đậu trên đường Lê Thánh Tông để vào tiệm cắt tóc. Lúc này, một người đàn ông nghi đã theo dõi từ lúc chủ xe vào rút tiền, dùng vật cứng đập vỡ kính ô tô, lấy đi nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh, truy tìm thủ phạm. Sáng ngày 5 tháng 4, ông Cao Đình Trung, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang xác nhận, một nữ học sinh lớp 5 của trường tiểu học Vĩnh Trường vừa mới mất sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo ông Trung, vào sáng ngày 5 tháng 4, em học sinh ăn sáng bên ngoài trước khi đến trường. Sau khi vào lớp, em có biểu hiện ngộ độc thực phẩm và được nhà trường đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Ngoài trường hợp em học sinh tử vong, sáng ngày 5 tháng 4 còn có nhiều học sinh khác của hai trường trên địa bàn phường Vĩnh Trường, bao gồm trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, cũng có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Theo báo cáo từ các trường, các học sinh bị ngộ độc thực phẩm kể trên đều cho biết khi ăn sáng ở bên ngoài, vào sáng nay có ăn cơm gà. Riêng trường hợp nữ sinh lớp 5 tử vong, ngoài biểu hiện ngộ độc thực phẩm, theo thông tin từ bệnh viện, em còn có bệnh nền tim mạch. Tuy nhiên, ông Trung cũng cho biết nguyên nhân tử vong của em học sinh lớp 5, trường tiểu học Vĩnh Trường, cũng như nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm cho các em học sinh của cả hai trường, hiện đang được công an, các cơ quan chức năng phối hợp với phường Vĩnh Trường và các trường điều tra xác minh, hiện chưa có kết luận chính thức về vụ việc. Sáng ngày 5 tháng 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2024. Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho biết, để chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm sắp tới, hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đại diện cho gần 33.000 cán bộ chiến sĩ, lực lượng Cảnh sát Cơ động toàn quốc đang nỗ lực cố gắng luyện tập trong hơn 3 tháng qua. Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sẽ huy động tập hợp hơn 100 trang thiết bị, xe đặc chủng như xe chỉ huy, xe tác chiến chống bạo loạn, xe chống khủng bố, xe bọc thép chống đạn, xe phá sóng, phục vụ công tác chiến đấu, huấn luyện để diễu hành, biểu dương lực lượng trong lễ kỷ niệm. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Chiều ngày 5 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương kiểm tra vụ việc học sinh phải chui rào kẽm gai để đến trường, được báo chí phản ánh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời phối hợp với các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên. Trước đó, Tuổi Trẻ Online và một số cơ quan báo chí đã phản ánh học sinh thôn Băng Tiên, xã Lác, huyện Lạc Dương phải chui rào kẽm gai để đến trường. Con đường băng ngang hầm thủy điện Đạ Dân, Đạ Cho Mo bất ngờ bị rào lại. Học sinh phải chui rào kẽm gai để đến trường. Các hộ dân trong khu vực đi từ vườn về nhà phải đi đường vòng băng rừng dài 4 km. Đây là con đường chưa hoàn thiện, trơn trượt, đã lởm chởm, chỉ có thể đi lại bằng xe máy độ chế. Theo đơn cầu cứu của người dân gửi Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, từ đầu năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Long Hội, chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dân, Đạ Cho Mo, lấy kẽm gai, máy hàng, trụ, rào kính con đường băng ngầm miệng hầm thủy điện Đạ Dân, Đạ Cho Mo, yêu cầu nhân viên không được mở cổng cho người dân đi lại. Hôm ngày 5 tháng 4 là ngày nắng cuối cùng trong đợt nắng đầu tháng 4, nên nhiệt độ tại Quảng Trị có phần giảm nhẹ hơn so với 3 ngày trước đó. Tuy vậy, tại điểm vào cao tốc Cam Lộ La Sơn ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, độ nóng vẫn hừng hực. Lúc 10 giờ, nhiệt độ đo mặt đường cao tốc Cam Lộ La Sơn là 51 độ C, lốp xe là 65 đến 67 độ C. Chỉ 2 tiếng sau, nhiệt độ tăng lên 65 độ C. Theo cảnh sát giao thông, nhiệt độ lốp xe sẽ cao hơn nhiệt độ mặt đường 15 đến 18 độ C. Nhiệt độ bình thường ngoài trời là 40 độ thì nhiệt độ mặt đường có thể lên đến 60 đến 70 độ.
bởi vì bê tông nhựa là nó hấp thụ nhiệt rất là tốt và nó tỏa nhiệt rất là kém. Thì cái nguyên nhân nổ lốp của tài xế ở đây chính là do cái nhiệt độ cao của mặt đường tiếp xúc với lốp làm tăng áp suất lốp và nó gây nổ lốp. Cạnh đó, xe chạy liên tục trên cao tốc với giải tốc độ 60-80 km/h khiến lốp xe bị ma sát liên tục cũng góp phần làm nhiệt độ lốp tăng cao. Ông Hiệp khuyến cáo tài xế trước khi tham gia giao thông trên cao tốc cần kiểm tra kỹ phương tiện, lốp và áp suất lốp, căng hay non quá đều không tốt. Thiếu tá Lê Xuân Thưởng, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng, xe có cảnh báo áp suất lốp thì cần theo dõi liên tục, nếu không thì nên trang bị hoặc có kế hoạch dừng nghỉ hợp lý. Ngoài ra, cao tốc Cam lộ La Sơn có nhiều đoạn đầy đủ nền đường, tài xế có thể quan sát, tạt vào dừng nghỉ tạm thời, chờ lốp xe nguội. Xe cũng nên trang bị lốp dự phòng để tự thay lốp, lưu thông về khu vực sửa chữa. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ 0 giờ ngày 1 đến 12 giờ ngày 4 tháng 4, trên cao tốc Cam lộ La Sơn xảy ra 12 sự cố vỡ lốp xe. Theo đánh giá bước đầu, Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, nguyên nhân các sự cố được xác định là thời tiết tại khu vực tỉnh Quảng Trị nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm vụ tấn công nhà hát Krokus ở ngoại ô thủ đô Moscow xảy ra hôm 22 tháng 3. Các nghi phạm này đã bị bắt giữ ở ba thành phố của Nga là Moscow, Omsk và Yekaterinburg. Trong đó có một người là công dân Nga và hai người nước ngoài đến từ khu vực Trung Á. Văn phòng báo chí của FSB cho biết, trong quá trình điều tra, Nga đã xác định rằng hai người đã chuyển tiền để mua súng và phương tiện sử dụng trong vụ tấn công. Người thứ ba trực tiếp tham gia vào việc chiêu mộ đồng phạm và tài trợ cho những kẻ thực hiện vụ tấn công. Vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 vào đám đông tại nhà hát Krokus ở ngoại ô thủ đô Moscow là sự kiện gây sốc với không chỉ nước Nga mà còn với toàn thế giới. Theo báo cáo mới nhất, 144 người đã thiệt mạng và 551 người bị thương trong vụ việc. Tại Mỹ, kẻ trộm đã cướp mất 30 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong kho bạc ở Los Angeles, bang California. Đây là vụ trộm tiền mặt lớn nhất trong lịch sử thành phố này. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối. Báo Los Angeles Times, LA Times dẫn lời cảnh sát cho biết kẻ trộm đã thực hiện phi vụ trong ngày lễ Phục sinh 31 tháng 3 vừa qua tại một kho bạc ở thung lũng San Fernando ở Los Angeles. Đây là nơi tiền mặt từ các doanh nghiệp trong khu vực được quản lý và lưu trữ. Theo cảnh sát Los Angeles, một nhóm kẻ trộm đã đột nhập bằng đường mái nhà của tòa nhà Garden World trên phố Rossford. Cảnh sát vẫn chưa rõ bằng cách nào kẻ trộm có thể tránh được hệ thống báo động. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định, không khí lạnh yếu đang di chuyển, ảnh hưởng đến thời tiết cả nước. Khối lượng không khí lạnh chật đông kết hợp hội tụ gió yếu trên cao khiến các tỉnh vùng núi và trung du ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, vài nơi có mưa to. Lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn các tỉnh Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối và đêm cũng có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng gay gắt. Đáng chú ý, nắng nóng tại Quảng Bình đến Phú Yên còn duy trì đến khoảng ngày 7 tháng 4, sau đó giảm dần. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng cũng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, với nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 33 đến 37 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube của báo Tuổi Trẻ.
vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của Báo Tuổi Trẻ hoặc sử dụng từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.